rồi mình đem ra ngoài chợ mình bán con à. Với lại đằng Út á, lú lẫn, nó có nhà đâu sai biểu nữa trời. Tự mừng thôi. Ai, cái lưng nó cứ đào lên đào xuống. Phải chi con Út nó dần mấy cái cũng đỡ. Trời ơi mà con đâu rồi Út ơi? Dạ tụi con đây nè. Đâu ra vậy? Ủa kêu một con đứa sao hai đứa chạy ra? Ai đây? Dạ con là bé An, cháu của ông ba. Với lại hôm nay ba con kêu con đem quà sang biếu bà. Dạ biếu bà. Cảm ơn con giỏi quá. Con con là bé Diệp, cháu của bà Năm. Hôm nay mẹ con cũng biểu con mang quà sang biếu bà ạ. Ôi thế à, trời ơi giỏi quá. Vô đây ngồi chơi ha. Rồi bà lấy nước, lấy bánh đồ cho ăn nha con nha. Ủa quá ra vậy là Tết này là tụi con về quê này ăn Tết luôn ha. Dạ không, ngày mơ con về Quảng Nghĩa con thăm ông bà con. Ủa vậy ha. Rồi con ở đây con ăn Tết với bà nha ha. Dạ cũng không được ạ. Dạ là ngày mai con về Hà Nội để thăm nội con ạ. Chắc là tụi con về ngoại chắc cũng có đem quà cáp về thăm ông bà con đúng không? Dạ tụi con có một món quà rất là đặc biệt muốn tặng cho ông bà của con. Cái gì? Quà đặc biệt luôn hả? Bật mí cho bà nghe xíu được không? Dạ được ạ. Được hả? Rồi. Tụi con tặng luôn cho bà luôn nghe. Tặng cho bà luôn. Được không? Dạ được. Vậy rồi. Bà ngồi đây nè. Quà đặc biệt gì vậy? Tặng cho bà đi. Bà nhắm mắt lại nha. Rồi, nhắm mắt lại cho phần hồi hộp nè. Quà gì đâu? Hả? Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Thấm phao hồng sao con vẫn thấy lòng rơi rớt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sao biết chừng
vậy con? Dạ cái này tụi con tự tập lao lắm rồi. Để tụi con về tụi con tặng cho ông bà của tụi con á. Cảm ơn con nghe. Hay quá à. Sao con nhìn bà buồn vậy? Đâu có. Đây, bà đâu có buồn đâu. Bà vui á, tại vì bà nghe tụi con hát cái bà vui và cảm động. Hát tiếp đi tụi con. Con đâu dám hẹn những người hẹn. Xin được cảm ơn phần thể hiện rất là tuyệt vời của hai bé. Xin được cảm ơn diễn viên Phi Nguyễn và cũng cảm ơn diễn viên Hồng Trang, quán quân của tài tử Tranh Tài trong vai bà mẹ. Rất xúc động. Và xin chúc mừng Hoài An với Ngọc Diệp. Cảm ơn hai con. Và bây giờ xin mời gia đình Như Huy chia sẻ. What the? Thật ra là chú là một người rất là mạnh mẽ. Thôi mà. Nhưng mà riêng tiết mục này thì tụi con đã làm cho chú phải rơm rớm nước mắt. Rất là tuyệt vời, kể cả về giọng hát của tụi con. Nó không quá là phải phô diễn về mặt kỹ thuật quá nhiều. Nó vừa đủ, nó rất là nhẹ nhàng. Không nhất thiết phải gồng mình để diễn xuất chung với là những diễn viên chuyên nghiệp. Tụi con vẫn làm tốt cái đường dây của tụi con. Đây là một trong những tiết mục mà làm chú một lần nữa là phải rơm rớm nước mắt. Mặc dù chú rất là mạnh mẽ. Bản năng Lập là một người làm kiềm chế cảm xúc giỏi. Vì ít khóc lắm thiệt, thật sự. Mà nghe mấy mấy bé hát thì thật sự mình bị lặng người đi. Khi mà Lập xem cái này, cái Lập tự thấy cái bản thân mình á, là chưa có làm đúng với những gì mà mình đối với mẹ. Thì hiện tại là Lập đang thực hiện một dự án cá nhân. Bộ phim nó 8 tập và không quay ở Sài Gòn. Quyết định là kéo nguyên đoàn phim về quê quay. Thì về dưới quay thì cứ nghĩ là sẽ được gặp ba mẹ mỗi ngày. Cái mình tới mình quay, mình cứ làm mình. Cái công việc của mình là mình vừa biên kịch, mình vừa đạo diễn, mình vừa làm diễn viên nữa.
nó quá nhiều trong một cái công việc của mình đi. Cái mình làm xong mình vô mình diễn, xong mình chạy ra mình coi cái máy quay, rồi mình vô mình diễn, mình chạy ra máy quay, cho đến khi mà mình cắt máy rồi cái phát hiện ra mình chưa ăn gì hết. Cái bắt đầu hỏi đoàn phim, ủa còn gì không cho em ăn, với cũng không còn gì, tại vì ai cũng mệt, ai cũng ăn hết trơn hết trọi. Cái có ngày quay là mừng, là có một cảnh quay cạnh bên nhà mình luôn. Cái mình vô mình quay cái đạo đang quay, cái mẹ bưng trái cây vô ăn đi con. Quay bỏ bộ cái nước là con uống đi. Quay vô mệt, cái lại mẹ hỏi mệt lắm hả con, mẹ có làm yến cho con ăn nè, đồ ăn tới ngập mặt. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn những nhạc sĩ đã cho những bài hát rất là hay. Sân vắng nước dâng lên hồn muôn trùng. Nay em đang khóc chiều mưa đính cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phương bay mù không lối vào. Hàng cây trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng, mưa tôi trả về bong bóng vỡ đầy tay. Trời nắng ngặt ngào tôi ở lại đây, như một buổi chiều hiên nhà nàng dịu xa. Trời hôm ấy 15 hay 18, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải van lên ngoan nhé đừng ngờ, tôi phải van lên ngoan nhé. Anh mến lá sân trường, sợ thứ tình không đủ nghĩa yêu đương. Anh phơ mừng cho vừa màu áo tím, rồi tránh mong trời không gần cho tay vơi và cạn nắng.
ta vừa đến với ba nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Ấy, cô Vân đứng là mặc bộ đồ này là hợp với gia đình có bốn chị em gái. Nói đây nhận xét luôn Vân. Mời tôi lên nghe. Tôi đứng là tôi cổ vũ cho mấy bé, không có được so sánh tôi với lại mấy bé nghe. Tôi lên được chồng tôi già nữa hơn rồi đó, ai mà đứng đây là toàn tuổi 13 hết mà. Yeah. Mình cũng vậy thôi bà. Cả nhà thấy đội hình như vậy có đó, được không? Bốn chị em gái hợp không? Rồi bây giờ thì mời chị cả chia sẻ nhận xét về ba cô em gái của mình. Nói thật là nếu như mà Vân được là chị của ba cô bé này thì phải nói là may mắn quá lớn cho cuộc đời của Vân luôn. Bởi vì ba bạn của chúng ta quá dễ thương, quá xinh đẹp, quá trong trẻo. Các con thật sự rất là tuyệt vời trong đêm nay. Cảm ơn cô. Ai cũng có một cái thời thanh xuân. Cái thời đó của cô nó qua cũng xa xa rồi con. Nhưng mà ngày hôm nay thật sự là cô đã được sống lại những tháng năm rực rỡ với tiết mục này. Cảm ơn các con rất là nhiều. Thôi lần sau nếu mà các con có kết hợp lần nữa mà có cần cô á thì cô sẽ sẵn sàng làm cái gì cũng được. Chỉ sợ ông mời thôi. Rồi. Chắc không cảm mời ơn cô Vân rất là nhiều. Rồi mời cô Vân về với lại chú Vũ đi. Chúc nha. Các con nha. Trước khi ba cháu bước ra là Vũ đã nói với Vân là bài này hay lắm. Tại vì Vũ đã được nghe ở trong cái buổi mà tập luyện ngày hôm qua. Ba con rất giỏi cho nên chú sẽ khó hơn so với những bạn bình thường. Hôm nay hình như ba con bị hơi chi phối chút xíu đúng không? Nhất là ngay cái đoạn giữa đó, con hát nó bị lung lay và nó không được chắc giống như đoạn đầu và đoạn kết. Nhưng mà trong ba cháu là người mà chú cảm thấy là bản lãnh nhất trong buổi tối hôm nay là Khánh Linh. Hôm nay con làm rất rất tốt luôn. Cảm ơn chú. Gia đình Huy Như. Ba con bước ra là cái thứ nhất là về cái bài trí sân khấu, nó tạo cảm giác là đang ở trên chợn. Gì trên chợn? Chợn là ở đâu Huy? Thấy dùng cái dùng nó đẹp hơn chứ. Giống như là tiên cảnh, dạ trên trời. Chị thông cảm đi, thằng bé nhà em nó vậy đó. Xong rồi cái ba cô tiên đang ngồi dịu dàng đầm thấm, cất giọng lên cái rồi xong tới luôn. Lên luôn, lên luôn. Sau đó em vẫn đang chăm chú nghe. Hết bài. Ủa hết rồi hả Như? Ừ. Cảm giác là nó bài này cuốn hút. Bị cuốn hút rất là nhiều bởi giọng ca của tụi con. Đây là một tiết mục mà làm cho cô chú cảm thấy là ủa không hát tiếp hả? Rất là tuyệt vời, rất là hay. Cảm ơn ba tụi con. Cái đoạn cuối của cái này nó xuất này em rất là thích luôn. Rất hay. Em rất thích luôn á. Nó làm cho em có cái cảm giác bây giờ em không khen nữa nhưng mà em muốn trào lên đó em được ngồi hát với ba bà. Lên đi Như, lên đi Như. Không. À. Cảm giác nó cứ nên thơ cái trời ơi, em coi hồi cái em tưởng tượng em đang ngồi xem cái em chơi nó em cũng vậy trang vậy luôn á. Nhờ giọng chị em xuống lại đó. Nha. Hay là dạ. Lên em làm liền cho anh cái. Dạ không ạ, dạ không ạ, để tiếp mục mại đẹp trong ở trên đó giả. Là có ba bé tiên rồi, chị lên chị làm tiên mắt đọa nó kỳ lắm. Hai cái sừng trên đầu chị không có làm tiên nổi đâu chị ơi. Không, mà em cảm thấy đúng là cái bài này rất là làm cho em nó cuốn hút giống như chị Vân nói là nó trở về cái tuổi thanh xuân rực rỡ. Em cũng chưa qua thanh xuân gì Vân ơi. Nhưng cảm ơn các con, cái sự mà các con diễn thấy cái bài này nó trẻ thơ, nó trẻ trung khủng khiếp. Cách phối bài hát làm cho bài hát nó trong sáng và như mây như thơ vậy. Trời em sướng thì quá chị trên ơi trên cảm mà. Ơn chị, cảm ơn các con. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô. Chú cũng một mí với các con là cô Như hát rất là hay nha, chứ không phải là bình thường đâu. Cô Như mà thấy các con hát, tôi đâu có mời cô lên đâu mà cô sợ dữ vậy. Sợ lắm. Tôi chỉ rồi. Chia sẻ là cô hát hay thôi, là thành viên của nhóm nhạc kịch. Anh chú cứ Vita, để cho khán giả tưởng là em hát hay đi, em rất cảm ơn anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chú Lập với cô Ly. Hải Yến, phải không? Con ở đây là con lãnh nhiều cái phần khó. Yến tập rất là tốt và cái giọng rền nghe rất rõ nếu hát một mình. Như ở những cái đoạn cặp mà ba đứa cùng hát chung á, khi con đang hát thấp như thế này con lại bật lên khoảng 8 ở trên. Lãnh cái nhiệm vụ đó rất là nhiều. Thực sự ra con hát hôm nay cô thấy tốt hơn mọi lúc khi con tập. Cô cảm thấy rất là vui, rất tự hào vì cái bài hát này. Và hôm nay cô thích nhất ở tụi con là cái thần thái đó tụi con. Tuổi ô mai rất là dễ thương. Yeah. Chứ lúc mà tập á thì trời ơi, bình thường tập là tuổi ô long hả? Bữa nay là ô mai hả? Căng thẳng lắm. Cô rất là chúc chị ơi, em tin chắc là một trong ba gương mặt này sẽ có mặt ở trong chung kết ở trong đội gì. Thôi em đừng có tung quả mù để cho nó là không, em tin chắc vậy luôn. Tại vì ba đứa con quá tuyệt vời, một trong ba đứa hoặc là có thể hai đứa sẽ vào tới chung kết luôn đó. Trời ơi, sao chú nói luôn ba luôn đi cho nó về tiền chút. Làm sao hát ba đứa trong chung kết được. Cảm ơn cô chú. Các con thể hiện xong rồi, coi như là tối nay chú Lập được ngủ ngon giấc rồi đó. Cảm ơn ba đứa tụi con đã mang đến cho tất cả mọi người được sống trọn vẹn
với cái tuổi 13 và dắt mọi người đi tắm một cơn mưa hồng. Mỗi người tắm một kiểu bởi vì các con thể thơ quá vậy. Nói nghe đang rất là thơ. Mình có thể nào mà đã mưa hồng thì mình ngắm mưa thôi chứ tại sao mình ngắm lại tự nhiên bắt tôi tắm luôn vậy trời. Không, là không phải. Không, mình ngắm là mình chỉ đứng ở ngoài mình ngắm thôi, còn đây là mình đắm mình chìm ngắm vào đó, mình đắm đắm. Mình lên mình ngắm như vậy đấy. Mình có thể ngắm, mình có thể đắm nhưng mình đừng có tắm nha, nó rất là khó. Đúng rồi. Thôi là phơi mình dưới mưa. Trời ơi. Đắm vậy đó em hả? Ơi, ngắm đồ nghe nó dễ thương tự nhiên nghe. Mình tắm cái nó chẹp mực. Được rồi, được rồi. Sẽ dùng từ này, đi. Ngâm mình trong mưa. Lập là nó phải ướt nó mới chịu, nó khổ quá. Nói chung là cảm ơn ba tụi con. Không phải tuổi 13 nào cũng giống nhau đâu. Mỗi một người có một cái tuổi 13 nhất định. Nếu như mà người lớn thể hiện bài này thì người ta sẽ cố gắng moi móc những cái ký ức của họ. Nhưng mà đối với ba tụi con đang sống ở lứa tuổi 13 và đắm chìm đó nha, em dùng từ đắm chìm trong cái tuổi 13 đó một cách là coi như là hoàn hảo nhất, chân thực nhất và coi như là sâu sắc nhất. Cảm ơn ba đứa tụi con. Cảm ơn chú Lập. Cảm ơn ba nàng công chúa. Chú chỉ có suy nghĩ thôi, giá như mà âm nhạc Việt Nam có một cái nhóm nhạc nữ mà đẹp, đội hình vừa đẹp mà vừa hát hay như thế này thì quả thật là lập luôn con, trở thành nhóm nhạc số 1 luôn. Ba cô tiên. Yeah, ba cô tiên rất là xinh đẹp. Cảm ơn Hải Yến, Khánh Linh và Minh Ngọc. Cảm ơn ba bạn rất nhiều. Cảm ơn chú. Vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau nếu
Xin chúc mừng con. Hay quá. Ngày hôm nay thì con hát rất là mùi, mà hình như thấy huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là đứng dậy rồi mắt rưng rưng rất là cảm xúc, nhưng cái cảm xúc đó bắt luôn. Mời gia đình vui vẻ. Chào Tấn Bảo. Xin chào cô ạ. Cô không có muốn đem chuyện quê quán ra nói nữa đâu. Nhưng mà Hải Dương nó cũng gần Hải Phòng con ạ. Chị ơi, phong thủy chị. Thủy. À, rồi. Tấn Bảo biết sao không? Thật sự là khi mà con cất tiếng hát lên, cô ngồi đây với chú Vũ nổi hết da gà. Nổi da gà từng cơn luôn, cô vuốt xuống nổi nữa, vuốt xuống nổi nữa. Cô luôn đo cái cảm xúc của mình. Hay quá. Trong giọng hát của con á, nó ẩn chứa rất là nhiều thứ. Nó là cái nội tâm của con, mà điều đó thực sự rất là khó tìm ở một cậu bé còn nhỏ như con. Và cô nghĩ rằng là nếu như cô có cơ hội đồng hành cùng con, cô sẽ giúp cho giọng hát của con hay hơn và tìm cho con những ca khúc phù hợp hơn nữa. Cô khẳng định là cô sẽ làm được. Yeah. Cảm ơn cô ạ. Thật sự sau cái năm qua đó, chú không bao giờ nghĩ chú có thể tìm được một nhân vật nào giống như là Đức Vĩnh nữa. Con mở miệng ra con hát, chú bị hốt hồn ngay, tại vì cái giọng con nó rất ngọt ngào, nó điêu luyện, không sai một nốt, không sai một tông. Và cái điều đặc biệt hơn nữa làm cho chú phải bất ngờ mà chú nhảy đành đạch ở đây. Con không phải là người miền Nam, mà giọng con là của người miền Bắc. Bây giờ chú không biết nói gì nữa, nhưng mà chú mong, chú hy vọng con cho cô chú cái cơ hội để có thể giúp con được giành tới cái giải quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa thứ hai. Wow. Cảm ơn chú ạ. Cô Cẩm Ly là rất là được quý vị khán giả yêu mến ở cái thể loại này. Cô Ly có chia sẻ gì về cái giọng hát này không ạ? Mời cô Ly. Chào con. Chào cô ạ. Con hát bài này rất là ngọt Bảo ơi, rất là hay luôn. Khi gạt cái cần thì ai cũng muốn thí sinh về đội của mình. Và cô rất là mong con về nhà của mình. Bây giờ ngồi đây cũng bồn chồn lắm, bởi vì đi kiếm bu á. Cái giọng hát con nó ngọt như đường vậy. Cái ngọt của giọng hát con nó ám cả nguyên một cái khu vực này. Và cảm giác kiến nó bu đây rất nhiều. Tiếng hát của con là nó đi thẳng vào trong tâm hồn của chú, ứa máu nè con. Tới đây là cầm máu cho chú liền đi. Được không con? Trời, cái nhìn cái dáng của con y chang dáng của chú hồi xưa luôn á. Nữa luôn. Rõ ràng không nhỏ con? Lập ơi, nhưng mà hồi xưa mình có hát được ngọt như vậy không Lập? Đó, hồi xưa không phải là ca sĩ nghe, nhưng mà vẫn hát được mấy cái nhạc mà mang âm hưởng dân ca. Đó, bây giờ Lập thử một câu cho để coi cái sự tương đồng của mình nó có phù hợp hay không. À, em xin múa rìu qua mắt thợ xíu nghe chị Cẩm Ly. Đâu có gì đâu em, hát hay nó không có bằng hay hát. Dạ. Ừ. Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để, chứ bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Đủ cho con về với chú chưa? Để con tính ạ. Rồi, để con tính nữa, được rồi. Phải cứ để là mình có duyên, có phận với nhau thì mình về với nhau nghe con. Bắt đầu để con tính là có một cái sự lung lay ý chí rồi đó. Bây giờ con hãy nghe cái cặp đôi lấp lánh xương xa hộp lựu nè. Ngồi xuống đi em, lại em nè, bây giờ vậy nè. Thật ra, chào Bảo. Chào con. Khi mà con hát á, thì những cái sự tăng động trong người cô chú nó bị kìm hãm lại hết. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn im lặng ngồi đó và nghiêm túc nghe con hát. Mọi thứ nó giống như dừng lại vậy đó. À, con có một cái giọng hát rất là ngọt. Cái phong thái, cái cách trình diễn của con quá hồn rồi. Thì đây là cái bản lĩnh trong con người của con. Và khi mà cô nhìn thấy con vậy á, cô ước ao giá như mình có được con, để cô có thể làm những thứ xung quanh của con đẹp hơn, tốt hơn và hay hơn. Để con cứ yên tâm mà hát mà tỏa sáng thôi. Đúng không Huy? Đúng. Nói chung bây giờ chú đang rất là hồi hộp. Chú thật sự rất rất muốn con về với đội của chú. Bây giờ chú ngồi mà tim chú nó muốn nhảy ra ngoài luôn. Cô thấy nguyên con cáo ngay đây không? Cái mặt nó cứ gì nè.
Stay from the Hai con tên gì? Con chào tất cả các cô chú huấn luyện viên và tất cả các khán giả đang có mặt tại trường quay. Con tên là Nguyễn Vũ Cẩm Linh ạ. Năm nay con 9 tuổi ạ. 9 tuổi còn con? Con tên là Phạm Anh Thư, năm nay con 10 tuổi và con đến từ Hà Nội ạ. Wow. À, hai bé giống như chị em sinh đôi ấy, nhìn hao hao giống nhau ghê. Lúc nãy lúc mà hai con hát cái tiếng Ý á rất hay. Nhưng mà khi mà con chuyển qua cái tiếng Việt á thì chú cảm thấy nó còn hơi bị loạn choạng chút xíu. Có thể là tại vì con nghe cái version nhạc tiếng Ý thường xuyên hơn đúng không? Con tập ở trên cái đó. Nhưng mà khi mà con hát qua tiếng Việt á, cái đó là làm cô chú hơi phân vân tí xíu. Có nên gạt cái cần hay không?
cô chú rất 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 gần để mà gạt cái cần rồi, nhưng mà tại vì hai con làm rất là tốt. Hồi nãy là em có gợi ý bên chị Như, cái màu opera này rất là màu nhạc kịch, rất phù hợp với lại đội của anh Quy, của Duy và chị Như nè. Ngoài thể loại nhạc này thì các con có hát thể loại nào khác nữa không? À, thưa cô là con có thể hát nhạc loại pop ballad á, dòng nhạc quê hương á. Ồ. Mọi người có thể nhảy dance sport ạ. Ồ. Oh. Chú Huy đứng lên rồi kìa. Con hát thử một bài trước đi nha. Rồi con tí nữa con nhảy một đoạn dance sport để mà thuyết phục mọi người. Come on. À, con xin phép là con sẽ hát bài Khát vọng. Ok. Ok. Và sao đánh con xin phép ban nhạc đánh cho con giọng La Thứ á. Và sao không là gió làm mãi để thấy trời bao la, và sao không là cuộc ca dòng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình Tư ơi, chị nghĩ cái này là định mệnh rồi đó. Chị có nghe cái câu cuối của cái bài này là gì? Là vô tư. Gieo hạt nắng vô tư. Chính xác, mọi người đồng ý không? Chị ơi, chị ơi, có thể để cho bé đi hả? Em thì em hơi tham lam, em rất là muốn chọn nhiều bé. Nhưng mà với kinh nghiệm của chị Ly là coi như đã ngồi một vòng rồi, cho nên là chị rất là cân nhắc. Em thì em hơi bồng bột chút xíu. Bây giờ em thuyết phục chị em sử dụng quyền năng của chị của em lần thứ hai nè. Em thêm luôn nè. Phải nói chị mình, Tư, mình, chị mình, Tư, chị Tư, mình chị về Tư. Mình vẫn còn khai thác rất nhiều thể loại khác đó chị. Chị ơi, không thể cho bé đi về không chị ơi. Ba. Chị. Chú biết rồi mấy con ơi, chú hiểu cô Tư. Cô Tư chắc chắn sẽ gạt, không thể nào cô không gạt được, con an tâm. Nhưng mà... Yeah! Yeah, yeah, yeah. Trời ơi. Các con có biết tại sao mà cô Út rớt nước mắt không? Tụi con thực sự rất là xứng đáng với những lời khen tặng. Cô nhìn tụi con từ xa, màn mở ra cô thấy một cái ánh mắt của hai đứa có một chút gì đó hoang mang, là vì tại sao không có thấy đội nào chọn mình. Rồi đến khi mà chú Vũ nói rằng là con hát đi, con có khả năng nào con thể hiện đi, con dõng dạc cho con La Thứ để con hát. Nếu như cô mà là người thân của tụi con, cô mà làm mẹ của các con thì chắc cô sẽ khóc hu hu, bởi vì cô quá tự hào khi có những đứa con dám bản lĩnh yeah, dám làm cái điều mình thực con sự thích ơi. Các con rất là giỏi. Bây giờ cô làm cho chương trình nó trầm xuống rồi đó. Bây giờ con nè, con chơi một điệu nhảy giùm con lên đây. Dance walk, dance walk, dance walk, đây con. Yeah, yeah. Everybody clap your hands. Con nha. Thôi bây giờ mình yên tâm rồi, mình chạy xuống mình khoe ba mẹ mình đi nha. Thank you.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Phương Linh và xin được cảm ơn tiếng kèn saxophone rất là cảm xúc của nghệ sĩ Xuân Hiếu. Cảm ơn anh. Và cũng xin được giới thiệu hai cha con trong cái tiết mục thể hiện này, đó chính là Vũ Công Gia Huy và đặc biệt là bé Thảo Vi, top 3 của lớp múa thử tài siêu nhí. Một cô bé rất xinh xắn, múa rất là cảm xúc. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn các nghệ sĩ. Và bây giờ thì xin mời phần nhận xét của gia đình là Huy Như. Hôm nay nhìn con như công chúa. Con không ngọt ngào giống như những bạn khác khi trình bày một cái ca khúc nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà ở con luôn luôn có những cái cá tính, một cái cảm xúc mà làm cho nếu như mà để ý con từ đầu tới bây giờ thì con đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Đúng. Và ngày hôm nay thì với tiết mục của con thì đã cảm hóa được hai con thú như... Trời ơi, gì vậy? Trời ơi! Lộn. Xin lỗi mọi người nha. Cái sự dịu dàng của con, sự lung linh của con. Cảm ơn chương trình ekip đã cho con một cái tiết mục thiệt là đẹp. Nói chung là em thấy lung linh với tiết mục này. Em cảm ơn mọi người ạ. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn lời nhận xét rất là cô đọng và xúc tích của gia đình của chúng rất ta. Rất là ngắn gọn anh, sao vậy anh Khang? Em chưa nhận xét mà anh Khang. Anh đang khen mà Như. Nãy giờ em chưa có nói gì dài em mới mở hết. Bài cho anh Khang. Anh đang khen mà, đúng không? Ốc Khang đang khen mà, đâu có cái ủa, câu nào khác đâu. Ủa chị Ốc, chị có ý kiến gì hả chị Ốc? Làm sao mà có ý kiến. Dạ rồi. Dạ vâng. Cảm ơn gia đình của chúng ta hết giờ nhận xét rồi. Ý Ốc nói như vậy. Dạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ba vị giám khảo. Dạ, mời cô Xuân ạ. Nếu như cô Như nói trang phục con như một công chúa thì cô sẽ nói khác. Cô ước chi. Đừng có lía tôi. Dạ không, dạ, con nhìn không. Dạ, tôi nhìn con, mấy người hai cặp mắt của hai người là đang lía dạ, không, tôi đó. Tôi con giống như chip moon gì đó cô. Đó, đó chưa? Thấy chưa? Con cúi cái đầu ra thôi. Tôi ước chi con là một cô gái nhỏ mặc một bộ đồ rất đơn giản đang ngồi ở một cái bàn học và nói về cha mình, chứ không phải là một cô công chúa giống như đang trình diễn nhạc thính phòng. Tự vì cái bài hát của con là ba là mãi mãi mà, thành ra những cái gì nó hết sức là gần gũi, hết sức là gia đình. Cô chỉ muốn con đơn giản về trang phục, nhưng mà đó chỉ là ý kiến của cô, ý kiến cá nhân. Còn huấn luyện viên của con cho con thành công chúa thì con thành công chúa, đúng không? Không, tại cái này con nghĩ rằng là một phần cũng ảnh hưởng bởi trang phục của huấn luyện viên đó cô. Nè, nhìn lại hai bộ đồ ơi. Con xin trân trọng giới thiệu với cô, hôm nay thí sinh con giải gì con không biết, nhưng với đội con đã là đăng quang rồi ạ. Con sống tự mãn hay không? Nhớ mình sống tự mãn vậy sợ. Thưa quý vị, thật ra là gia đình của chúng ta không phải đến từ hành tinh này đâu cô Xuân à. Gia đình của chúng ta có một cái câu, dạ đội hỏa tiễn, có một cái câu slogan luôn. Con ơi, xong cái phần này con theo dùm đội của mình về đúng hành tinh luôn nha con. Dạ, bây giờ vô cái câu khẩu hiệu nè. Dạ, nếu cô như chú thành thật muốn biết thì chúng con sẽ sẵn lòng trả lời. Để được tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời sao. Để trở thành ca sĩ hát hay nhất trên đời. Ngô Kiến Huy lấp lánh, Khả Như Cu Te đáng yêu. Chúng con đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Hay quá. Cái câu khẩu hiệu này sau khi người ta khép lại cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca, ta không nhớ nhiều lắm, mà người ta chỉ nhớ cái câu khẩu hiệu này của các bạn. Tại người ta không tin là ở cái hành tinh trái đất này còn tồn tại một cặp đôi bị lạc vào trong cái trái đất này. Nó tuyệt vời, nó cu te lắm. Dạ. Anh đang khen tụi em luôn hả? Khen hay là anh? Trời ơi, người ta coi chương trình ca nhạc mà ta nhớ đĩa bay không hả? Về thôi chị. Về. Con, cố lên. Cố lên con. Hay lắm nha. Hay lắm, đẹp lắm nha con. Đúng là con nhà mình thì phải khen thôi. Dạ, dạ đúng. Dạ, đúng. Ủa Lập ơi, Lập cái gì không chị Út? Cái hành tinh đó người ta sử dụng nhiều đá lắm mà Lập. Cái gì không chị Út? Dạ sao anh? Ủa, ôi, Đại Quang Minh hả? Ngồi xuống đi em. Lập ơi, hỏi đi. Tại vì thường á, ví dụ mà mình là nghệ sĩ chân chính đúng không? Khi mà mình tiếp nhận một cái lời góp ý nào đó. Ủa chị ơi, ý chị là chị nói em không chân chính là sao chị? Đúng, em vẫn ghi nhận điều đó. Và đây là một cái ý kiến cá nhân. Tụi em có một cái điều đúng gợi gắm bài hát này. Đâu phải là tụi em muốn như vậy. Với lại chị Ốc ở gì? Cả vũ lấp miệng em. Hết. Nói gì vậy? Nói gì phức tạp quá. Nói chơi chứ còn cảm ơn cô Xuân rất nhiều. Tại vì một cái bài hát mà cô Xuân có thể nghĩ ra những cái không gian khác thì con cảm thấy rất là... Đó là một ý kiến. Đó là một ý kiến rất là hay thật sự. Chị Như, chị Như. Nhưng mà tại vì con không thích chị Ốc. Chị thôi, đừng nói vậy. Mà rõ ràng nha, trong suốt từ đầu từ tập 1 đến tập cuối cùng này luôn, em thấy là tất cả các bé dần dần có một sự trưởng thành, nhưng huấn luyện viên hoàn toàn không trưởng thành miếng nào. Ủa, tại
chị Như rồi. Như ơi, Như ơi, Như anh ơi, em ngồi xuống rồi. Đi Như. Như mình phải Như. Có anh chị ở đây mình phải giữ được một cái thể diện. Anh cảm thấy là hai đội kia hoàn toàn không có có hạnh phúc hoặc là hài lòng với sự gắn kết với em á. Nguyên một cái show cuối cùng luôn mà họ bây giờ em coi là ốc cũng đâu anh đứng ơi, về phía em. Thấy... Rồi bây giờ Huỳnh Lập cũng đâu đứng về phía em đâu. Anh ơi, mở mình em không thôi. Có thể nào nói chuyện với những người mà tối ngày cứ hát thời thanh xuân đã qua trong khi thời thanh xuân của em còn hoài. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Dạ, rồi thanh xuân giữ lại. Dạ, rồi. Cho tôi hỏi là chúng ta có một cái giải thưởng nào cho đội huấn luyện viên cá tính nhất không? Dạ có. Đội huấn luyện viên ấn tượng nhất sẽ nhận được cái giải thưởng này à? Có một cái giải thưởng. Có, này dạ. Có, này có cái giải đó. Không nên... xuất sắc, nhưng mà mình đi tìm cá tính đó, gọi dạ, là cá tính. Cá tính là một từ lịch sử cho gọi là phá đám. Thì đúng rồi chị ơi, là miếng cưng miếng là nó phải vậy đó. Cái này mọi người ba cái giải rồi. Trời ơi, để coi, chị để coi. Chị mãi thôi mà. Không thờ có gì đâu. Chị Ốc ơi, chị đừng có xin muối em nữa nha chị Ốc. Bây giờ tôi biết là lý do tại sao phải mặc áo như thế. À, nó ở trong cái đội thì đó. Không, nó ở trong cái đội đó. Thành ra là phù hợp với cái cá tính của đội này. Dạ, đúng rồi, nhưng mà mình nghĩ là lè loạt. À, không phải, cái gì? Lớp lớp anh ơi, dạ. Không phải. Thôi không nói về. Tôi bị liếm lưỡi. Con đánh guitar mà nó phong cách. Giới thiệu đôi nét về mình đi, con tên gì, học được guitar bao lâu rồi? Dạ, con tên là Phạm Mai Yến, con đến từ Tiền Giang. Con Yến ơi, con học guitar được bao lâu rồi? Dạ, con vừa học đây. Con vừa học thời gian gần đây. Tôi thấy, ủa, đâu mất hình người rồi à, Vân ơi. Xuống đây đứng rồi. Dạ. Ủa, cặp đôi này có bấm không? Sao thấy có vẻ đứng dậy nhấp nhõm vậy? Thiệt ra mà nói, nói nào ngay, khi mà con cất cái giọng hát lên, chú đã khiệu cô Như. Gạt đi bé. Rồi không biết sao giờ hai đứa đứng như hai đứa bức tượng chờ chồng không làm được gì. Thay vì gạt cận giờ hành gạt đi nước mắt rồi. Cô biết tại sao mà chú đứng ở đó không? Là tại vì ngoài là một huấn luyện viên mà chú còn là một khán giả. Con có một cái màu sắc riêng. Một cô gái với một cái guitar ngồi đàn là đã quá đủ thuyết phục rồi. Bây giờ mình đang rất là thiếu những cái âm nhạc nó chân phương mà nó mộc mạc và nó chạm tới trái tim giống như cái bài mà con vừa hát. Cho nên là con đã chạm được trái tim chú và chú sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chú để làm cho mọi người hào hứng theo con, vui cùng con, khóc cùng con, cười cùng con. Tại vì một khi con đã vào đội của chú, con là người thân của chú, mãi mãi sẽ là như thế, chứ không chỉ riêng ở trong cái chương trình này không. Cho nên chú rất mong con sẽ về đội của cô chú. Yến biết không? Con có biết là con đẹp kinh khủng luôn. Bây giờ cô chỉ muốn là một lòng một dạ theo chú Vũ. Yeah. Để mà cháu hay không mọi người ơi? Tất cả những gì tuyệt nhất cho con mà thôi. Cảm ơn cô Vân. Bây giờ đây thì mời gia đình Màu Hường chia sẻ. Hình như là chị Ly chị đang đau đầu về một cái điều gì đó đúng không? Thực ra là cô cũng nói cho con biết là trong đội của cô cũng đã chọn rất là nhiều bạn rồi. Cho nên là bây giờ mỗi một cái cần gạt xuống của cô là một cái sự đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái màn hình mở ra và cái hình ảnh mà con ngồi đờn đó, nó có một cái sức hút lạ kỳ, cô không hiểu nữa. Và cô gạt, cô nói chú Lập là phải gạt cần ngay. Thấy một cái phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Khi mà con nói con đàn á, nhìn lên cái chất riêng của con là đó là cái chất nghệ sĩ á. Nhìn cái phong thái nó từ tốn, nó nhẹ nhàng lắm. Cảm giác là không có gì áp lực, cứ ngồi hát nghêu ngao thôi.
Rồi giống như là ta gọi là tự do mà trình diễn cái nghệ thuật của mình á, không có biết là áp lực thi cử như thế nào hết. Và con đã hoàn thành rất là hoàn hảo và trọn vẹn cái bài hát. Một ca sĩ, một nghệ sĩ lên sân khấu á, ngoài cái chuyện hát hay hay là diễn hay, cái điều quan trọng là cái sức hút. Cô không thể nào kìm lại, cho nên là cô và chú Lập phải bấm để chọn con thôi. Chúc mừng tiết mục của con rất nhiều. Sông.
Bữa nay nhìn con khác quá. Con để tóc này không nhận ra con cái bây giờ. Cái mái tóc quá Vũ. Bữa nay nhìn con đẹp lạ lắm luôn á Khánh Linh. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta thấy được một chất giọng vô cùng ngọt ngào của Khánh Linh, là cô gái đến từ Hải Phòng. Nhắc lại để làm gì ấy? Hải Phòng cứ ngồi yên nha. Ừ, thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà Linh đứng trên sân khấu hát dân ca miền Nam đúng không con? Dạ vâng ạ. Thôi thì con cũng đến từ Hải Phòng, cho nên là chú cũng xin mời cô Ốc Thanh Vân chia sẻ. Hải Phòng mình nhiều món ngon con nhỉ. Bánh mì que. Trời thèm quá. Bánh cuốn nóng. Ốc dòi dòi. Ôi ôi, miến lươn nữa. Miến gà. Tôm hùm. Anh ơi, gia đình mình ơi, mình bớt đồ ăn lại, mình nhận xét con. Không, tại đang đói. Hôm nào sang nhà Ốc đi, Ốc làm bánh đa cua cho ăn ngon lắm nha. Khán giả truyền hình làm chứng giùm em nha. Dạ, em mà không qua được em tố đó. Khánh Linh, con rất là tuyệt ngày hôm nay. Để mà từ giọng đúng của người Bắc chuyển sang giọng miền Nam. Trời đất ơi. Nói là đã khó. Luyện dữ lắm. Ngày xưa lúc mà Vân học trong trường sân khấu điện ảnh là Vân luyện mọi lúc mọi nơi luôn, và phải mất mấy năm mới có thể gọi là mình thuần thục. Cho nên cô biết chắc chắn rằng là con gặp rất nhiều khó khăn. Chị ơi, chị một tông giọng không chị? Chị vào Nam ra dạ. Sốc quá. Em bị sốc nhẹ cái gì? Tại vì cái sự trên đầu múi giờ đó chị. Về Sài Gòn ha. Cô rất là thích cái hình ảnh của con ngày hôm nay. Cứ không biết phải con hay không. Đến lúc con cười ra chú mới nhận ra. Đó, cười nè. Nói con chi đây nè. Chú người nhà chứ còn nhận ra con nè. Ủa, lên đâu? Nhỏ nào lên hát gì trời? Khánh Linh coi như là một người dân ở đây đi, mà lên trên thúng đứng có nghĩa là sự thuần thục. Tôi yêu hết tất cả những gì thuộc về tôi. Cái chân và là dù mình... sóng gió cỡ nào tôi vẫn cái đẹp chân đẽ và ba lăng nghe. Nè, đúng không? Anh chơi đứng yên không? Đừng để cái chân, cái chân như đang. Cái chân đang như nè. Hai người ăn ý quá. Ăn ý lắm. Dạ. Sao mọi người cứ phải nháo nhào là như vậy? Đúng vậy, chúng ta là những người mà lịch sự mà. Đúng rồi, điềm đạm đi nào. Làm như đầu buổi tới giờ thanh lịch lắm vậy. Nói gì hay hay đi Quy. Thực ra thì cái hình ảnh mà con mang tới trong sân khấu này, con bé nó không có niềm tin mấy đó, để chị nói cho. Con làm cho cô á nhớ lại cách đây khoảng 20 mấy năm. Cô đúng còn nhỏ mình nín đi. Cô về Bắc. Cô là quê một thiếu nữ quê mà nội. Còn trẻ 20 mấy năm. Kể là chuyện thiệt im con. Đi về nhà nội á, nhà nội có một cái ao sen lớn lắm. Thì cô sen. Lúc đó cho cá ăn không? Sao mà còn câu chuyện mà nó nhiễu loạn thông tin quá vậy ta? Khoan, làm lại 2, 3. Như, kể ta đi. Ta không kể nữa. Con hát rất tốt. Và đúng con làm cho cô có thích. Cô tưởng tượng á, nó không phải Thanh là Bình. Cái vùng quê miền Nam mà nó là ở một Bắc. Cái vùng gọi là Cam Ranh. Miền Bắc, tại vì Khánh Hòa. Khi mà con hát hai anh chị, em xin lỗi nha, hai anh chị mình đã uống thuốc trước khi mà mình nói chưa? Khán giả vẫn chưa hiểu hai anh chị đang nói gì và nhận xét gì à? Mình túm như được không? Mình túm như được không? Tại vì cái cô bé này làm cho em bị phân tâm quá. Em mất cái sự sang trọng của em đi. Chào con. Nói gì hay hay coi. Mà thôi đi, để tôi tập trung nè. Thật ra thì bài hát này của con á, cái giọng của con không cần phải quá là phô trương, nó cũng không cần phải nhấn nhá nhiều, nó cứ nhẹ nhàng thôi. Giống như một cô thiếu nữ ở làng chài và... Đây là thiếu nữ mồi chài. Chứ không phải làng chài. Làng chài. Đó, giống như là... Nói chung là cảm ơn bài hát của con ngày hôm nay. Bài hát của con nó làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm. Nên đó, cô chú đùa với con tí thôi. Cho con thoải mái thôi. Giọng con cao và sáng làm cho cô rất là thích. Chúc mừng con, nín được rồi. Cảm ơn cô chú. Như đang hồi tưởng vậy gì mà vui cắt. Ừ, đang rồi. Kể vui thì đó, luôn. Thì tính kể câu chuyện. Nếu mà bông sen ngoài làm sao ngoài biển mà có sen được. Em như thắc mắc điều đó. Cái cô em không ngồi với con Kiên Quy nữa đâu. Anh ơi đó. Anh bình chọn cho bé đi rồi em tính lộn nó xong. Dạ mình thôi tiếp. Thôi để cho gia đình bên đây chia sẻ nốt. Huy có gì không hiểu ra sao hỏi nha. Chú khẳng định là tất cả những khán giả ở đây đều rất là bất ngờ với cái sự lột xác này của con. Cái bài hát này nó truyền tải cái hình ảnh đến những người sống xa quê hương và muốn được trở về, cần những cái điều đó hơn bao giờ hết. Và bởi vì sao? Bởi vì đó là một cái hình ảnh rất là đẹp và bình yên. Và cô hy vọng rằng con sẽ vẫn là cái đà này. Nếu con được đi vòng tiếp theo, con sẽ càng thể hiện cái sự đa dạng của mình. Và hôm nay một cái bài mang âm hưởng dân ca miền Nam rất là mộc mạc, rất là dễ thương. Chúc mừng tiết mục của con Khánh Linh. Con ơi. Ơi. Cho con tô bún riêu nha con. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi cô xíu nha. Rồi cô gửi nè. Thank you.
Sao bún riêu của cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thay thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nấu gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, thấy không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cổ đi cái con dòm theo giày là rớt nước mắt rồi.
nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không không có quan trọng, nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài, bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà phải hiểu hết về cái tình cảm nè, mà bỏ tình cảm qua một bên là phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi, cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời. Chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây con xin trình bày ca khúc Cha Già. Thank you.
cha về với mẹ thần sao. Chúc mừng con gái đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử một câu tặng thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử một câu đi. Thuở con nằm nôi con đã nghe lời ru đắng nước. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nhỉ? Con hát cái bài hát này á rất rất là cảm xúc luôn. Con cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động và cô nhận thấy ở giọng hát của con á có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ cái nói nha. Cái đó. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha. Cái con gì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc mà, con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình á. Cha con nhớ cha niềm lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể là đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận. Người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền. Và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt. Và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội thì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Tay vui từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch.
Tại vì chú Ước Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tô Mì ơi, cô Tô Mì biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trưa. Oh my god. Hay không con? Sâu đôi thương loan em cũng đoan trường. Sao xa bầy cung thương cung quà điêu, em xa người đang lạc phím trùng dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tommy. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Và lần đây, hương hương của chúng ta sẽ quay trở lại với thử tài siêu nhí vòng bán kết như thế nào. Hãy cùng nhau theo dõi. Xin mời. Không. Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, vậy cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Vậy cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông, làm sao mà làm hằng nga được? Chứ sao công chúa làm hằng nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian nghỉ chơi. Thôi. Sao hôm nay sao cha buồn quá vợ? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi làm phụ dương công chúa nha. Thích 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 làm phụ dương á. Là làm phụ dương là làm cha gì được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Ừ. Rồi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá. Hai phụ dương, để cho cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Hay có nè, nằm đi. Im lắm á nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi.
mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi, chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng hưng. Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Trời ơi, thì sao bán châu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số? Cái sao lo quá, sao quà đi sao còn... Trời đất ơi con ơi, bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số sao không đi bán đi? Hồi nãy con định trả vé số mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi, bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con, sau này sau cành ổng giùm cho nghe. Dạ, con cảm ơn Sáu. Đi lẹ đi. Ê, Quân, Hưng. Dạ. Trời ơi, sao Quân hỏi con nữa? Bay kêu gì sao cũng nghe, bay biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu dắt về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí nụ ơn. Trời ơi, tao dắt về cả đống ai nhà, bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Ừ, đi trả đại lý đi. Ê. Con ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè, cái ông ngộn bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt Sáu. Ông giật tay Sáu. Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sáu. Hả? Sáu cầm những con cọc vé số này Sáu. Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sáu con ăn cháo lòng chữ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả vé số mà Sáu đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sáu ôm giùm con chứ sao? Trời ơi, lanh quá, lý sự quá. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ, đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi. Mình ơi em nè, Mình ơi nè. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình để ơi, tôi cho con nè. Công chúa. Đừng sợ con, đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Lại đây. Ở đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Là gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha tỉnh lại đi cha. Đây là gì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Cha nhớ không? Cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa, thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa, rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là mình. Cha ơi,
Nghiệm quá, con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ dậy hoài à. Con biết làm sao hết, mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại, mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu, chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi, chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Ba năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học rồi đi bán cái số nuôi anh đó anh Năm. Đất ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại, chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn rồi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua để chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sáng tôi dẹp hết cho, không có để cái này trong nhà nữa. Xin trân trọng dành một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hố tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên cân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc.
Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch, nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con, hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này, con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó. Ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ tư thì con mới tới đây được. Và con chuẩn bị, thầy rất là lo bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ, nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Thank you.
chưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào, con đường nào dẫn đến như ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ già đứng cười giống lan tóc trắng, tre cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hội mấy trời đi hoài có rõ, con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rộn nhau về giấy tố, mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Thank you.
đó chính là Trúc Mai. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Cái bài này chú Nghĩa nghe nhiều lắm rồi, nghe rất là nhiều người hát, từ người lớn cho tới các con, trong nhiều chương trình khác nhau. Nhưng mà mỗi một lần nghe chú đều có cái cảm xúc nó như nhau cả. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái hoạt cảnh này, khi mình nghe cái giai điệu này, cái ca từ này, thì mình nhớ lại những cái nơi mà mình đã đi qua, những cái vùng lũ mà chú Nghĩa đã từng đến. Thì ở đó bà con người ta cũng đã có rất là nhiều nỗi cái thống khổ như vậy. Nhưng mà cái điều hay ở đây là con là một cô bé còn rất là nhỏ, không biết rằng con đã từng đến những cái vùng lũ như thế này bao giờ chưa. Các con đã từng chứng kiến người dân đau khổ lao đao như thế nào mỗi cái lần thiên tai như thế này hay chưa, mà con có được cái cảm xúc như thế trong cái giọng hát của mình, trong cái sự biểu cảm trên gương mặt của con. Con được lợi thế là cái gương mặt của con nó rất là thiện cảm với người xem, cái gương mặt rất là đào thương, cái mặt y như cô Việt Hương. Chú bị tuột mút luôn con. Con hứa xong mà tuột. Lúc con vừa xuất hiện cô nói trời sao giống tôi thu nhỏ, năm nay con 42 tuổi chưa. Bạn mới có 10 tuổi à chị ơi. Nhìn như giống y như cô Việt Hương, tại vì cô thích bận áo bà ba đó. Không biết bình thường khi con mặc trang phục của con á thì như thế nào, nhưng mà khi con mặc cái trang phục này trên sân khấu, áo bà ba và cột cái tóc kiểu này, nhìn con rất là hợp cảnh, hợp tình, hợp tất cả mọi cái. Y chang cô Việt Hương hát nghĩa. Chị nói nghe là cho em đầy cảm xúc em nói với con được không? Tại tôi thấy tôi bận áo bà ba mà sao tôi không được so sánh thì... Không, chị bận đồ bà ba là giống bà hội đồng hơn chị ơi. Trời ơi chị, đó. Lâu lâu cho tôi đẩy xuống thiếu nhi thích, thích. Bé cái mặt thích nó thánh cô thiện. Con thích cô không? Dạ thích. Đó thấy chưa, thích giống á. Thường thích hay giống lắm. Thì với cái gương mặt này của con và với cái giọng hát này, con hoàn toàn có lợi thế với cái giọng nhạc dân ca trữ tình. Mà đặc biệt thầy con là thầy Quốc Đại nữa. Trời ơi, vô cái này là trùm phé luôn rồi còn cái gì. Chị đâu có gì để nói. Bởi vì chị thấy giống chị là chị thấy êm rồi. Áo bà ba được cái đẹp lây tràn qua cái màu sắc là của con okay. Bé Tô My. Đứng cái đứng tướng dẹo dẹo dẹo. Đứng tướng dẹo dẹo nữa. Bận bờ bà ba ra mà diễn, trời ơi thấm mặt đậm thương dễ sợ. Tràn ra tới đây mà cái mặt nước lũ dâng cao là cao tới đâu bắt nước tới đó. Hiểu không? Thấy thương hết sức luôn. Dạ. Biểu cảm tốt, đẹp gái, bận bộ bà ba chịu quá rồi đẩy ra nguyên một tớp diễn phụ trợ nữa. Cô My thấy sao cô My? Dạ em là em chịu từ vòng trước kia chị, mà không bấm về đội em buồn hết sốt vậy á. Sao vậy My? Vòng trước là em với anh Đại là giành giật nhau mà muốn sốt lộn con luôn. Tại sao con không quyết định, thường là con nít rồi thích mấy cô đẹp lắm mà sao con không quyết định về đội cô My? Dạ tại con thích chú Đại hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao thích chú Đại hơn? Trời ơi, trời ơi. Trời, tôi té ghe luôn, tôi té ghe luôn. Trời ơi, bá nịnh thầy mà nịnh ra mặt của ông tới đâu. Thời của Đại tới đâu. Cô Việt Hương với lại chú Đại Nghĩa đó, à con thích ai hơn? Con thích cả hai. Yeah, con tiền. Giữa cô Đam Trang với chú Minh Xù con thích ai hơn? Con ai con cũng thích hết. Trời, bà này được cái dễ dãi. Quá hậu thân thiện là con đó. Đây trao luôn nguyên cái dương miệng. 10 điểm ứng xử là con đó. Xin được chúc mừng Trúc Mai, cảm ơn con với tiết mục của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi tiết mục tiếp theo quý vị nhé, xin mời. Con về đây bao năm người
con quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng lòng con xin luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chưa hiểu ghi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắp suốt trọn đời. Làm con và cảm ơn vũ đoàn ABC. Wow, hôm nay nhìn rất là lịch lãm. Bây giờ xin mời gia đình Vân Vũ chia sẻ đôi điều về đứa con của gia đình mình. Con có hiểu cái lý do tại sao mà chú chọn cho con cái hoạt cảnh xung quanh con là một cái bông sen hay không? Người Việt Nam có một cái câu đó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bất kỳ mình có xuất thân từ khó khăn cỡ nào đi nữa, mình vẫn có đủ khả năng để vươn lên trở thành một cái gì đó đẹp đẽ, góp ích cho xã hội. Đó là lý do tại sao mà chú lại chọn cho con một cái bài vừa nhắc nhở về đạo làm con mà vừa có hình tượng của một cái đóa hoa sen, và con chính là cái nhụy hoa ở trong đó. Là vì chú muốn cho con từ nay trở về sau, cho dù con có làm ca sĩ hoặc là con làm một cái nghề nào khác, thì con hãy luôn nhớ là những cái gì đó tốt đẹp, hữu ích cho xã hội, cho cuộc đời. Cảm ơn con, hôm nay con làm chú hãnh diện lắm. Cảm ơn rất nhiều. Con cảm ơn chú. Cảm ơn Vũ rất là nhiều. Bây giờ thì xin mời chia sẻ của Nhân Cao Hòa My. Mời cô. Cô My xin chào Nhật Duy. Con chào cô. Cái hình ảnh của con rất là thanh thoát. Cô My hy vọng rằng với cái tên Nhật Duy, là Nhật là cái gì? Ban ngày là nó có ánh sáng, nó có mặt trời. Duy
Duy là duy trì nó dài lắm. Thành ra cô My mong muốn rằng con sẽ mãi mãi tỏa sáng và duy trì giống như cái giọng hát của con và giống như cái tên của con mà chú Vũ đã dành cho con. Thì cô My chúc con sẽ thành công trên cái bước đường sau này như cái tên của con vậy nha. Xin mời cô Kim Xuân ạ. Cô Xuân chào Nhật Duy. Dạ, con chào cô. Cái tên đẹp quá, chú Vũ đã cho con một cái tên ấm áp. Cô có xem một cái chương trình của Tuyệt Đỉnh Song Ca mà cái bài mà con đi bán kẹo kéo, cô nhớ hoài cái cảnh đó, mà cô cũng thấy các cô chú ở đây nói rằng hình ảnh này mong là sẽ là hình ảnh cuối cùng để con không phải cực như vậy nữa, tại vì tương lai của con nó còn sáng lắm. Cái giọng ca của con rất là ngọt ngào, chỉ có như vậy. Với cái giọng nam thì nó có hai từ, cái chữ suốt ngày với lại suốt ngày, và cái chữ đêm con nói cũng không có kỹ lắm, nó thành đêm. Con thì ơi, con chú ý nha. Con chú để sao giơ tay dữ. con tập cái chữ đêm này cho cháu gần 5 tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn không được, là tại vì cháu là người ở Cà Mau. Cho nên là ở Cà Mau là cứ đêm không à, chứ không phải là như cô nói là đã hay lắm rồi, còn cháu là đêm luôn. Con nói là chữ đêm chú nghe coi. Dạ đêm. Ủa sao bây giờ con nói được? Không, cái cô hát lại chữ đó chú nghe coi. Tại sao lúc chú tập là con hát không được, bây giờ con nói được là sao? Đã rồi. Chú vô rồi. Con đã trưởng thành. Cố gắng nghe con hát để người ta nghe, với cái giọng nam của mình ngọt ngào nó đã đẹp rồi. Sau này ở sân khấu chú Dương Triệu Vũ sẽ hãnh diện nói rằng Nhật Duy là đứa con trong âm nhạc của tôi. Cảm ơn con đã lắng nghe. Cảm ơn cô Kim Xuân rất là nhiều, đã nhận xét rất là tinh ý. Và hôm nay thì chỉ một lời nhận xét của cô thôi mà con đã có thể phát âm được rất chuẩn. Và chú nghĩ là con có thể theo học cô Xuân về cái đài từ phát âm của một diễn viên thì có thể giúp con rất là nhiều. Nhớ ha, đêm. Dạ, đêm. Ok, cảm ơn con. Chú không biết vui hay buồn nữa luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Riêng tôi thì tôi thấy tiếng nói, cái giọng nói địa phương nó có một cái dễ thương của nó. Thành ra cái vừa rồi em hát là tôi thấy là im lắm á. Im, trời ơi. Thành ra khi mà em hát đêm là tôi cũng thích vô cùng. Thích dữ luôn á. Thích dữ lắm luôn á. Rồi. Như anh lùi bước. Chủ ơi, cho dĩa ốc len không chị ơi? Anh ơi, chủ quán ơi, kêu đồ em từ xa. Nè, em mang đi em. Mơ hờ, à, em mang đi. Cả đêm sóng bóng chớt thu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu, mấy đứa con nít mới bay lớn mà hát. Anh ơi, ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không, không, chị không mua. Chị ơi, ủng hộ thêm em vài cây đi chị. Thôi chị sao mua. Sao tụi con đâu nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chú không có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á, mà em dạ hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em, được không nè? Dạ, dạ để rồi em ra chuẩn bị nha chị. Rồi. Vô. Và theo lời yêu cầu, cô xin gửi cô chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Có nhớ không?
À Vũ, Vũ. Dạ em. Chị hiểu sao mà nãy khách ăn cũng chật vật lắm em. Chị nghĩ cái mốt chị mới đến quán này chị ăn đâu. Em nghĩ cái ốc Vân Vũ mà nó không trời mưa Vân Vũ mới lạ đó. Không? Vân Vũ luôn. Quán ốc mây và mưa luôn. Tôi quán ốc thì ăn chị thấy nguy hiểm quá. Cái này là chị Tư, lỗi của định mệnh luôn vậy. Chị Tư, nhưng mà em buồn cái quán này lắm. Khai trương lần nào mà có mời chị em mình đi ăn không? Không bao giờ mời. Ok. Xin lỗi nghe, biết sao mở quán ốc á mà đường đột quá không có thông báo cho mọi người. Tại vì biết mấy huấn luyện viên này ăn đâu có ít. Nè nè, sao nhất là cô Khả Như thì đó. Tôi chưa ăn sập nhà ai hết trơn mà nói tôi vậy hả trời. Đó. Bây giờ nói vào bài hát với giọng con nghe. Bài này nó là một cái bài rất là hay, con hát rất là dễ có cảm xúc, nhưng con bị cái hơi của con, cái làn hơi nó không đủ dài, cho nên ở những cái đuôi con đuối con hát không được, bắt buộc là con hết hơi là con phải cắt câu rồi. Cho nên tự nhiên ở trong nó ngọt, nó mềm mượt, cái tự nhiên cái nó bị cái đuôi nó làm cho mình bị hẩn mấy lần, nó hết hơi rồi cho nên nó ngắt vội vàng, cho nên là cảm thấy nó bị cứng cái đuôi. Chú Vũ để ý hơn cái phần đó để mình lấp liếm cái khuyết điểm của con. Nhật Duy khác hơn mấy cháu khác một điều á, là cháu hát hoàn toàn bản năng. Đúng. Và cái trường lớp của cháu không có phải là ở trong nhạc viện mà nó ngay ở ngoài đường, ngoài phố, cho nên cái sự rèn luyện của cháu nó hoàn toàn bản năng và hoàn toàn khác những người bình thường. Em hiểu được ý của chị Ly, khi mà cháu hát em cũng có suy nghĩ em có nên giúp cho cháu chia câu để cho nó khác hơn, để mà cho những cái đuôi nó đừng có bị cách âm gì không. Rồi xong em lại nghĩ là em muốn để mộc chứ gì, phải không? Em muốn để cho nó giống y như là cháu ở ngoài đường phố vậy đó. Kể cả một cái không gian em tạo ra, kể cả mấy anh, mấy chú, cô mà ngồi để ăn đó, cũng không có phải là chú tâm 100% đến cháu đang hát. Họ vẫn sống ở trong cái cuộc sống riêng của họ, thì lâu lâu họ nghe một vài câu họ để ý tới thôi. Nhưng mà đúng là lần sau em sẽ giúp cho cháu để mà có một cái đuôi nó hoàn thiện và nó chỉnh chu hơn. Nhật Duy, cô rất là hạnh phúc với con khi mà được gọi con là Nhật Duy. Cô sợ cái hình ảnh mà con dắt chiếc xe ra với cái xe cầu kẹo kéo làm cô bị nghẹn. Cô thật sự cô bị nghẹn. Và cô thấy cuộc sống của bé là như thế này. Nó thật đến cái mức mà cái cách mà ảnh cầm cái kẹo kéo, ảnh mời người ta, ảnh đứng, ảnh khép nép, rồi người ta nói một câu, gật đầu một câu, nó rất tự nhiên, không hề diễn. Nên nó khi mà cô xem trên này, cô nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng á, với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Đây là lần cuối cùng. Và đặc biệt quý vị đồng ý không? Là hôm nay Nhật Duy nhìn rất là đẹp trai. Đúng rồi. Yeah.
bài vọng cổ. Xin được chúc mừng Tấn Bảo và xin được giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Duy Kim. Và với đàn kìm, nghệ sĩ Hồng Ân. Ca khúc vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, Đêm Nghe Bài Vọng Cổ. Thì đây là một ca khúc mà chưa từng được thể hiện live trên sân khấu lần nào cả. Cho nên Nguyên Khai cũng muốn hỏi huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là tại sao cái ca khúc này chưa từng được thể hiện live trên sân khấu? Cách đây mười mấy năm thì lúc đó chị Hai Lan có gửi cái bài Đêm Nghe Bài Vọng Cổ cho anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh mới cho Vũ nghe và từ đó Vũ đã rất là yêu cái bài hát này. Nhưng mà theo Vũ quan sát, tới bây giờ mười mấy năm sau vẫn chưa có ai hát cái ca khúc này live hết. Cái lý do là tại vì nó rất là khó hát. Từng câu, từng chữ đều có cái sự luyến lấy ở trong đó hết. Treo ở trên trời rồi nó xuống rất là thấp. Và một cái điều thú vị nữa, trong cái buổi tập dượt, thiệt sự Vũ muốn có một câu giọng cổ để mà cái câu cuối cho nó mang được ra đúng cái chất của bài. Thì nhạc sĩ Minh Vi mới nói với Vũ là em có muốn không? Vũ nói được không anh? Nhạc sĩ Minh Vi ngồi xuống tại chỗ trong vòng 15 phút viết ra cái câu giọng cổ này cho cháu và đến bây giờ mới có được cái bài Đêm Nghe Bài Giọng Cổ một cách trọn vẹn như vậy. Đêm mưa nào lòng con buồn nhớ mẹ, khói lam chiều bếp lửa đậm tình quê. Phương xa con nhớ mẹ hiền, nghe bài giọng cổ thương về quê. Cảm ơn anh Minh Vi rất là nhiều. Anh là một người em rất là ngưỡng mộ, yeah, rất là tôn trọng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Minh Vi cũng chính là giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh có thể viết trong 15 phút mà ra một cái bài vọng cổ. Thậm chí anh có thể đi 7 bước mà ra được cả một bài thơ. Wow. Cái này là Nguyên Khang nói thêm thôi, chứ chưa kiểm chứng nữa. Cô nói thật là cô rất là nể phục con. Con nói giọng Bắc là chuẩn hoàn toàn, nhưng mà đến khi con hát giọng miền Nam, nó ngọt ngào, con làm rất là tự nhiên. Nó vừa đủ cái độ đầy cần có của dòng nhạc này, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái chất nó rất là thanh tao. Cô nghĩ rằng là bố mẹ rất là tự hào về con và cô chú cũng vậy. Cảm ơn con rất nhiều. Vâng, bây giờ thì xin mời cô Cẩm Ly chia sẻ đôi điều ạ. Cô chỉ có một câu thôi, ngọt lắm con. Cảm ơn cô. Tấn Bảo, khi mà con hát á, cái thần thái của con á làm cho cô cảm thấy an tâm khủng khiếp. Cái khung cảnh đó buổi chiều chiều á, rồi mấy anh cái này em... nè, anh em tính nói luôn đó. Nó giống như là một cái buổi đơn ca tài tử đó. Đúng đó, rồi, đó, chính đó, xác. Mình nghe giống như là một người nghệ sĩ. Đúng. Và hát với những cái tâm trạng nó nhẹ nhàng. Bình tôi không có suy tư, không có suy nghĩ quá nhiều. Nó giống như là con không phải là con thi mà con đang trải lòng kể cho người ta nghe câu chuyện của tôi yêu giọng cổ, tôi yêu một cái câu hò điệu lý. Và nó ngọt ngào và tình cảm lắm con ơi, chúc mừng con. Đây là một cái bài mà chú rất là yêu thích, chú yêu lắm luôn. Và hôm nay con đã mang một cái linh hồn cho cái bài hát này. Chú hy vọng là sau khi mà cái tập này được phát sóng thì sẽ nhiều người biết hơn hát lại cái bài hát này. Cảm ơn cô. Cảm ơn chú. Anh nghe có về kinh Bắc quê em, mà nghe quan họ mà xem làng nghề. Xin chào mọi người, con là Minh Ngọc, con 13 tuổi. Mời mọi người cùng về thăm Bắc Ninh, quê hương con. Bắc Ninh, một miền quê có truyền thống văn hóa nghệ thuật lâu đời, với một vẻ đẹp cổ kính, đáng yêu và đáng nhớ. Những ngôi chùa, những làng nghề truyền thống, những lễ hội đã làm nên một xứ Kinh Bắc rất nên thơ. Văn hóa quan họ được hình thành từ những nét đẹp của quê hương Kinh Bắc, từng câu hát cùng với tình cảm của người con Bắc Ninh. Đây là niềm tự hào và cũng là niềm đam mê lớn của con. Người ơi, đừng
con gái biết không, làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại đấy. Dạ con biết, con cũng rất thích các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Trong thời gian vừa qua, con và các cô chú ở đây đã luyện tập rất vất vả, nên hôm nay mẹ có món quà tặng con, đó là một người rất đặc biệt. Ban tổ chức chương trình Di Địch Sông Ca Nhí mùa 2, em chúc mừng chị đã bước vào vòng tiếp theo. Chị cảm ơn em, chị sẽ cố gắng. Con mong giọng hát của mình có thể làm các bạn nhỏ hiểu về đất và người Bắc Ninh, từ đó càng thêm yêu làn điệu dân ca con họ. Thank you.
theo con. Nghe cái giọng là đã thấy thanh thoát, mà mở ra cái tưởng hoa hậu, trời ơi đẹp mà đẹp, cái gương mà mặt nó sáng lắm. Duyên dáng. Con đến từ đâu? Dạ thưa chú, con tên là Nguyễn Thị Minh Ngọc, con đến từ Bắc Ninh. Đó có phải là cái lý do mà con chọn hát cái dòng nhạc quan họ này hay không? Dạ vâng ạ, con muốn đem đến cho khán giả xem và giới thiệu cho mọi người xem về Bắc Ninh quê hương con. Quá hay, một cô bé rất là yêu quê hương mình. Em nè, gạt thêm lần nữa nè. Wow, quá là tuyệt vời. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cặp chưa chọn trước nha. Xin mời cặp chưa chọn có thể chia sẻ đôi điều cảm xúc của mình. Cô chú chào con. Thật ra mà nói thì nãy giờ cô chú đấu tranh rất là nhiều. Như ngồi dưới đây mà kiểu như là bị cái quai hàm nó bị lỏng á. Trời hay quá. Nhưng mà vậy nè, bị mê quá. Nhưng mà cảm thấy á là với cái tài năng và cái sự mà hay mà xinh đẹp như thế này á, hãy để cho những người mà họ phù hợp nhất. Đó, hai đội này. Bây giờ mình có thể mời đại diện của ba đội bước ra làm cái điệu múa nón quai thao này cho quý vị khán giả thấy được không? Mời đại diện Khải Như, Quỳnh Lập cùng với Lão Thanh Vân, mời mỗi người bước ra con hát đoạn múa nha. Múa là nghề của cả ba người của chúng ta, duyên dáng. Bây giờ con hát đúng là cái bài đó, sau mỗi người sẽ có 15 giây để múa tiết mục. Ai mà tỏa sáng nhất thì cái cơ hội để bé chọn về đội nó cũng cao hơn chút nha. Nào, bây giờ hãy cùng đến với thí sinh đầu tiên, số báo danh 001, số đo 3 dòng 90-60-90, ông Thanh Dân, để múa. Đầu tiên, con vô con. Wow. Chúng ta còn 5 giây. Cá, cá, đang còn cá. 4, 3, 2, 1. Thưa quý vị, lúc đầu là muốn nói quanh hao, phút sau tôi có cảm giác như muốn lửa vậy đó. Cảm ơn con hát hay quá. Thưa quý vị, nếu mà chấm điểm mà muốn được rồi, lặp ơi hết giờ rồi, lặp hết giờ rồi. Quý vị cho chúng tôi biết là với ba cái tiết mục múa vừa rồi, cái người nào mà múa đi vào hồn quý vị nhất, ai cổ vũ cho ông Thanh Vân vỗ tay à? Ai cổ vũ cho Huỳnh Lập vỗ tay à? Dạ, ai cổ vũ cho Khải Như vỗ tay à? Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Sau cái tiết mục vừa rồi thì cô Dân thấy bé Minh Ngọc thế nào? Cô tưởng tượng hơi bị xa, nhưng mà thật sự là khi mà con hát á, cô đang suy nghĩ đến thi nhan sắc nào đó trong tương lai. Nếu như mà con có tham gia thì có lẽ là cái phần thi tài năng của con sẽ luôn là số điểm tuyệt đối. Bởi vì con không chỉ xinh đẹp duyên dáng mà thật sự con rất là tài năng. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và ai mà may mắn sở hữu được con ở trong đội của mình thì thật sự đó là một lợi thế. Bây giờ bé này bước lên sân khấu là người ta có cái thiện cảm rồi. Em giống như một thiện nữ bước lên sân khấu, anh sẽ xây nguyên một ngọn núi trên đây. Em đứng trên đỉnh núi cao, đỉnh núi cao. Cái gì mà xưng anh em? Ủa không lẽ giờ đứng vậy xin chú con? Đúng không? Với lại là em vẫn còn trẻ và em vẫn muốn đi chơi. Cho nên là đứng gần với nhau coi như bạn bè đi.
giờ tôi nói bà nghe này nè. Bà về đội tôi đi, mình có cái sự đồng cảm cùng trang lứa với nhau, tôi dựng cho bà một tiết mục dữ dội. Trời ơi bà, nói đùa vậy thôi, nếu như mà anh về em về với anh đó. Lập ơi, về nhà anh đó. Em ổn không Lập? Ổn chứ hả? Ổn ổn chứ. Biết sao không? Bị cảm giác mà bị bấn loạn trước nhan sắc và tài năng. Bấn loạn, nao núng quá, tại vì bé nó hát mượt mà không, từng câu hát. Không phải đâu Huy, tại cái đoạn mà bay lên thiếu hụt oxy, nhảy quá cho nên là oxy chưa lên não kịp, tội nghiệp. Chú dạ. Vũ muốn nói, chú bây Vũ giờ nói. Chú Vũ mời chú Vũ chia sẻ. Minh Ngọc ơi. Dạ. À, không hiểu sao chú rất có duyên với người Bắc Ninh. Và bây giờ con lên đây con hát cái bài này. Cái chương trình này nó có cái tên là Tuyệt Đỉnh Song Ca. Cho nên cái điều quan trọng mà con cần phải có đó là một người có thể hát chung với con được. Và trong đội chú bây giờ chú đã có một bạn mà chú nghĩ là nếu như mà chú và sếp con với bạn đó vào thì gần như là thiên hạ vô địch thủ. Tại vì từ đầu chương trình cho tới giờ hai người mà chú cảm thấy hát điêu luyện nhất mà đa dạng nhất và cũng đều là người ở miền Bắc hết, đó là Tấn Bảo. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe mùi ngùi. Và con, và chú bảo đảm với con, chú sẽ đẩy con tới chung kết và có thể tới quán quân luôn. Chú thề với con luôn. Con cảm ơn chú. Mời cô Ly chia sẻ đôi điều ạ. Thực ra thì về cái khâu mà ăn nói của cô Vân và chú Vũ là không có ai mà sẽ qua nổi hết. Không có thể nói được như thế đâu. Nghe chú Vũ nói là cô Ly coi như là không biết nói gì luôn, con hiểu không? Bình thường á, chú không có nói nhiều như thế này đâu. Nhưng mà con làm cho chú đủ cái nguồn cảm hứng để mà chú bắt buộc bằng mọi cách phải giành công việc cái giỏi của chú. Bắt buộc bằng mọi cách phải giành công việc cái giỏi của chú. Bắt buộc giành công việc, giành công việc cái giỏi của chú. Con cảm ơn chú ạ. Đừng có bị nhiễu loạn thị phi. Đúng rồi, đúng rồi. Hãy chọn bằng chính con tim của mình. Chị không biết là thì chú Vũ nói hay quá nên cứ nãy giờ cứ tưởng chú Vũ làm MC, chú Vũ nói thuyết phục quá. Khang có công nhận là Vũ chưa bao giờ mà bị phấn khích tới cái độ. Đúng, mà chưa bao giờ phấn khích. Có, nãy giờ anh phấn khích quá trời luôn, bé nào anh cũng y chang. Thấy chưa em? Bây giờ cô chỉ nói về cách nhận xét của cô trong tiết mục này của con nha. Thực ra thì giọng hát của con và cái cách xử lý của con trong bài hát này, cô nói thì nó cũng không biết có quá lắm không, nhưng mà nó giống một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ, chứ không phải là một người cô gái, một cô bé mà đi thi luôn. Tại vì cái cách mà xử lý điêu luyện từng cái luyến lấy, từng cái nấc cái giọng, mà đặc biệt cái giọng giả thanh của con nó rất là sắc và bén. Và cái giọng giả thanh như thế không phải ai cũng có được, đôi khi người có nhưng mà nó sẽ không có được sắc và sáng như thế. Khi màn hình tách ra thì con bước ra thì cô càng bất ngờ hơn. Cả thanh và sắc đều có. Và ở con nó có cái sự dịu dàng, thấy thương lắm. Ngay cả cái nón quay thao không phải ai cầm rồi nó cũng đẹp đâu con. Mình phải có cái e thẹn, cái e ấp như thế nào. Ủa, thì vậy con hả? Làm vậy là vừa. Em cầm không được đẹp lắm hả chị? Hả? À, dạ nãy giờ cũng cầm. Vậy hả? Thôi chị Ly. Chị Ly, chị nói có công bằng đi. Người đồng nghiệp của em cầm đẹp không chị? Em bị nhột đó. Không, nãy giờ chị chưa nói gì mà nói chị đâu có chê. Cầm cũng đẹp. Thôi đừng khóc mà Như, không sao. Trời ơi gấu. Nó xấu thiệt Như. Trời ơi trời. Ý là cô nói trong cả về giọng hát và cái phong cách của con nó đều tròn trịa quá. Và cái gương mặt của con, tất cả mọi thứ nó đều tốt. Cho nên là con về đội ai cũng được. Và quan trọng là khi mà con về đội và phải tìm cho con một người và phải dàn dựng cho con những cái bài hát như thế nào để cho con tỏa sáng hơn nữa. Cái đó mới là vấn đề. Bé Ngọc ơi, nãy giờ là cô đứng đây rất là lâu rồi. Thật sự là cô chú nhiệt thành và cầu thị, chắc con cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ cô cũng không có muốn dùng cái sự hiện hữu của mình để mà lấn át cái cảm xúc của con. Dạ, xin mời cô về chỗ. Dạ, xin mời Lập về chỗ. Anh đứng ở đây anh cũng cầm phụ của nó, em sợ em bị mỏi. Cô về chỗ với chú Vũ và cô đợi tin vui nha con.